biệt danh, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/official-store. Xin chào tất cả các em. Thầy rất vui khi một lần nữa được gặp lại các em trong bài học lịch sử ngày hôm nay. Ở những bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tổ chức Liên Hợp Quốc, trật tự thế giới trong và sau chiến tranh lạnh. Thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp một chương mới, một bài học mới trong chương trình lịch sử 12, bộ sách Chương trình sáng tạo. Đó là bài số 4, Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trước khi đi vào bài học, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi để xem thử là chúng ta đã biết gì về Đông Nam Á. Nó bao gồm những quốc gia nào, vị trí ở đâu trên bản đồ thế giới. Rồi, bây giờ các em hãy dựa vào bản đồ ở trên màn hình và sự hiểu biết của mình. Từ đó cho biết các quốc gia được đánh dấu ở trên là quốc gia nào. Đầu tiên, quốc gia thứ nhất, đó chính là Myanmar. Quốc gia thứ hai, màu vàng, đó là Lào. Quốc gia thứ ba là Thái Lan. Quốc gia thứ tư, đó chính là Việt Nam của chúng ta. Quốc gia thứ năm, màu xanh lá cây này, đó là Campuchia. Quốc gia thứ sáu là Philippines. Quốc gia thứ bảy bao gồm ở đây và ở đây, đó là Malaysia. Quốc gia thứ tám là màu tím này, là Brunei. Quốc gia thứ chín là một hòn đảo màu hồng, đó là Singapore. Quốc gia thứ mười màu xanh lá cây là Đông Timor. Và quốc gia thứ 11, quốc gia rộng lớn nhất Đông Nam Á, đó chính là Indonesia. Học xong bài này, thầy mong muốn các em có thể biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu để tìm hiểu về quá trình thành lập ASEAN, trình bày được quá trình hình thành và mục đích thành lập của ASEAN, trình bày được quá trình phát triển từ ASEAN 5 đến ASEAN 10 và nêu được các giai đoạn phát triển chính của ASEAN từ năm 1967 đến nay. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu về quá trình hình thành và mục đích thành lập của ASEAN. Đầu tiên là quá trình hình thành. Vậy thì dựa vào tài liệu trong sách giáo khoa, các em có thể cho thầy biết là ASEAN được thành lập dựa trên những cái cơ sở nào? Đó chính là sau khi giành được độc lập, các quốc gia Đông Nam Á bước vào thời kỳ phát triển kinh tế, yêu cầu hợp tác khu vực trở nên cấp thiết. Thứ hai, xu thế khu vực hóa trên thế giới những năm 50-60 của thế kỷ 20 cổ vũ các nước Đông Nam Á tìm cách liên kết với nhau. Tiêu biểu là sự thành lập của Cộng đồng Thang Tháp Châu Âu vào năm 1951, Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử, Cộng đồng Kinh tế Châu Âu vào năm 1957. Đó là những cái tổ chức tiền thân của Liên minh Châu Âu sau này. Và thứ ba, sau khi chiến tranh thế giới thứ hai, các cường quốc bên ngoài đã có sự can dự vào khu vực Đông Nam Á. Cho nên là các nước trong khu vực Đông Nam Á tìm cách tạo ra sức mạnh tập thể trong việc ứng phó với sự tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn đối với khu vực trong bối cảnh chiến tranh lạnh. Đầu tiên, các quốc gia Đông Nam Á liên kết với nhau bằng các hiệp ước song phương và đa phương. Ví dụ năm 1959, Malaysia và Philippines ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác kinh tế Đông Nam Á. Năm 1961, ba quốc gia là Malaysia, Philippines, Thái Lan đi đến thành lập Hiệp hội Đông Nam Á. Năm 1963 là Malaysia, Philippines, Indo thành lập khối Mafilindo. Tuy nhiên, những hiệp ước và khối trên đã nhanh chóng tan rã do không duy trì được lợi ích giữa các nước thành viên. Và sau các cuộc hội thảo về thành lập tổ chức khu vực,
ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại Bangkok. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập dựa trên cơ sở tuyên bố ASEAN giữa ngoại trưởng năm nước là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Mục đích thành lập của ASEAN được nêu rõ trong tuyên bố ASEAN, đó chính là tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội, hướng đến thúc đẩy các nước thành viên phát triển, nỗ lực phát triển khu vực Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, tự do, thịnh vượng và thống nhất tất cả các nước thành viên. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung thứ hai, hành trình phát triển của ASEAN. Đối với nội dung này, thầy và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về quá trình mở rộng thành viên từ ASEAN 5 đến ASEAN 10 và các giai đoạn phát triển chính của ASEAN từ năm 1967 đến nay. Để thực hiện mục tiêu mở rộng thành viên bao gồm tất cả các nước trong khu vực, ASEAN đã trải qua hành trình hơn 30 năm để đưa ASEAN 5 trở thành ASEAN 10. Vào ngày 8 tháng 8 năm 1967, sau tuyên bố ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á chính thức được thành lập, viết tắt là ASEAN, bao gồm 5 thành viên đầu tiên, đó là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Ngày 7 tháng 1 năm 1984, Brunei gia nhập ASEAN, trở thành thành viên thứ 6. Ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN. Và sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN là một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của ASEAN. Đây không chỉ là sự tăng thêm về số lượng thành viên, mà còn đẩy nhanh quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng ASEAN trở thành ngôi nhà chung của các quốc gia Đông Nam Á. Ngày 23 tháng 7 năm 1997, Myanmar và Lào trở thành thành viên thứ 8 và thứ 9. Ngày 30 tháng 4 năm 1999, Campuchia gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 10. Từ đây, ASEAN với 10 quốc gia có sự đa dạng về chế độ chính trị, về văn hóa, về ngôn ngữ, về trình độ phát triển, gắn kết với nhau vì mục tiêu chung. Về quá trình phát triển của ASEAN từ năm 1967 đến nay, chúng ta có thể chia làm 4 giai đoạn chính. Giai đoạn đầu tiên, từ năm 1967 đến năm 1976, đây là giai đoạn khởi đầu. ASEAN tập trung phát triển cơ cấu tổ chức, hoàn thiện nguyên tắc hoạt động, chú trọng hợp tác giữa các nước thành viên. Tháng 11 năm 1971, ASEAN ra tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và trung lập. Giai đoạn thứ hai, từ năm 1976 đến năm 1999. Năm 1976, ASEAN ra tuyên bố về sự hòa hợp ASEAN. Đây là giai đoạn phát triển mạnh hệ thống tổ chức, tạo cơ sở cho sự phát triển và hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên. Từng bước mở rộng quan hệ hợp tác, đối thoại với các đối tác bên ngoài. Mở rộng ASEAN 5 thành ASEAN 10. Giai đoạn thứ 3, từ năm 1999 đến năm 2015. Đây là giai đoạn ASEAN chú trọng củng cố sự đoàn kết trong tổ chức, đóng vai trò trung tâm trong quá trình liên kết khu vực Đông Á. Năm 2007, ASEAN thông qua Hiến chương ASEAN và năm 2009 thông qua lộ trình xây dựng cộng đồng ASEAN với ba trụ cột là cộng đồng chính trị an ninh, cộng đồng kinh tế, cộng đồng văn hóa xã hội. Giai đoạn thứ tư, từ năm 2015 đến nay. Năm 2015, cộng đồng ASEAN được thành lập. Đây là giai đoạn tập trung thực hiện các mục tiêu của cộng đồng. Thúc đẩy hợp tác nội khối trên cơ sở ba trụ cột, cộng đồng chính trị an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội. Ngoài ra, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các chủ thể bên ngoài. Tiếp tục phát huy vị thế trung tâm tại các diễn đàn hợp tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm đảm bảo hòa bình và phát triển. Và như vậy, thầy và các em đã cùng nhau phân tích được sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm quá trình hình thành, mục đích thành lập, cũng như là các giai đoạn phát triển chính của tổ chức ASEAN. Bây giờ các em hãy sử dụng tài liệu từ Internet để thể hiện quan hệ ngoại giao của Việt Nam với ASEAN từ năm 1967
đến năm 1995. Ở đây các em có thể tham khảo tài liệu Việt Nam ASEAN 25 năm một chặng đường, được đăng trên tạp chí Cộng sản ngày 14 tháng 8 năm 2020. Thầy có một số gợi ý về các giai đoạn, bao gồm 5 giai đoạn, năm 1967 đến năm 1973. Giai đoạn 1973 đến 1978. Giai đoạn 1979 đến 1989. Giai đoạn 1989 đến năm 1992. Và giai đoạn 1992 đến 1995. Các em hãy tự tìm hiểu và hoàn thiện bản trên. Thầy sẽ trình bày cụ thể trong video bài giảng tới đây khi mà chúng ta học bài mới. Các em có thể theo dõi và đối chiếu. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong một buổi học. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong bài tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.